Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Kính thưa quý Phật tử đồng tu, sáng hôm nay ngày 18 tháng 4 năm 21, Thầy vừa ra mắt 23 ca khúc quê hương do Thầy sáng tác trong dự án sáng tác âm nhạc Đạo Phật Ngày Nay của Thầy. Vào ngày 2 tháng 1 năm 21, đó là ngày đầu tiên Thầy sáng tác nhạc. Cho đến trước Tết Tân Sửu, thì trong vòng khoảng 40 ngày thì Thầy đã làm xong được 160 bài. Ba tập nhạc đang nhìn thấy trước mặt đó, đó là mấy chục bài tiêu biểu trong số đó thôi. Nhạc quê hương gồm 23 bài, nhạc cuộc đời Đức Phật 22 bài, nhạc thiền 15 bài. Và cuối tháng 4 này cũng như là giữa tháng 5 đó, sẽ tiếp tục in 10 bài nhạc xuân, 28 bài nhạc theo dấu chân Phật. Thì sau đó là các cái tuyển tập nhạc lễ cưới khoảng 25 bài, nhạc lễ tang khoảng 24 bài, thì nhạc báo hiếu cha mẹ khoảng 20 bài, gồm 10 bài về mẹ, 10 bài về cha. Với hai tình huống mẹ cha còn sống và mẹ cha đã qua đời. Một tuần trở lại đây thì Thầy theo yêu cầu của các Phật tử tham gia lớp Búp Sen Từ Bi vào chiều thứ Bảy đó, sáng tác các bài nhạc minh họa cho bộ sách Đạo Đức Phật Giáo do Thầy và cụ Minh Thắng sáng tác. Bộ này gồm có 13 tập, in đến bữa nay thì được 11 tập, còn 2 tập nữa sẽ hoàn tất trong vòng vài ngày tới. Thì mỗi một tập nó ứng với chương trình giáo dục công dân do Bộ Giáo dục Đào tạo quy định, từ số lượng bài cho đến tựa của từng bài Thầy bám sát theo. Chỉ có điều là bên cạnh nội dung được quy định bởi Bộ Giáo dục Đào tạo thì mỗi bài ở trong bộ sách 13 tập này đó sẽ gồm có các phần rất là quan trọng để giúp cho các cháu học có thể hiểu rõ được giá trị của kỹ năng sống và đạo đức sống theo tinh thần Phật dạy. Bao gồm trước nhất là bài học đạo đức, thứ hai đó là trích lời Phật dạy, thứ ba là minh họa truyện tích, thứ tư là pháp ngữ, thứ năm là câu hỏi ôn tập, và thứ sáu đó là bài hát sinh hoạt. Thì bài hát sinh hoạt đó được cụ Minh Thắng tuyển chọn từ Internet, các bản nhạc Phật giáo do các nhạc sĩ ở trong nước và nước ngoài sáng tác. Có bài đó thì phù hợp với nội dung, chủ đề, nhưng có bài đó nó đi ngoài lề, bởi vì các chủ đề đó chưa được các nhạc sĩ Phật giáo sáng tác.
Thì đứng trước cái tình hình thiếu rất nhiều các bản nhạc dành cho thiếu nhi nói chung tại Việt Nam và thiếu nhi Phật giáo nói riêng đó, thì trong 7 ngày qua đó thì thầy đã làm được khoảng 85 bài. Dự kiến thì trong vòng 7 ngày tới thì thầy sẽ hoàn tất khoảng 80 bài còn lại. Thì nó sẽ bao quát hết tất cả những bài ca về kỹ năng sống và giá trị sống dành cho thiếu nhi Phật tử. Mỗi một cái tập đạo đức Phật giáo đó, nó gồm có 13 cho đến 15 bài. 12 tập thì ra nhiêu? Khoảng 130 phải không ạ? 130, 140 vậy đó. Thì cộng với khoảng 30 bài chủ đề phổ thông dành cho các cháu mầm non và thiếu nhi thì nó tổng cộng khoảng 160 cho đến 180. Ngày 16 tháng 4, tức là cách đây 2 ngày đó, đó là đầu tiên thầy phá kỷ lục chính mình, làm được tất cả là 21 bài. Nhiều người ta nghe xong ta nói chắc thầy trực từ này ba đổ. Thì thầy có được lợi thế đó là làm thơ rất nhanh. Mấy chục năm trước thầy đã làm thơ rồi. Năm 2000 thì làm hơn 500 bài thơ, chỉ trong vòng có 7 ngày thôi. Rồi từ dạo đó đến giờ thầy bận quá không có làm thơ nữa. Thì cái phong cách sáng tác của thầy đó khác với lại các văn nghệ sĩ, nhà thơ. Thì họ thường để cho cái độ chính của cảm xúc đó, dâng trào lên, nó tự động nó bùng nổ ra thành một sản phẩm thơ ca hoặc âm nhạc. Nếu sáng tác theo phong cách đó, đó thì trong một kiếp người đó, các nhạc sĩ đẳng cấp đó, chưa được nhiều nhất là vài trăm bài. Còn các nhạc sĩ kén chọn còn lại đó, nhiều khi được 100 bài hoặc là vài chục bài là hết rồi. Còn thầy áp dụng phương pháp nghiên cứu, môn học mà thầy phụ trách dạy từ năm 2006 đến giờ cho chương trình cử nhân Phật học và thạc sĩ Phật học tại Học viện Pháp Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, nơi thầy hiện tại đang là phó viện trưởng thường trực. Thì bằng kiến thức phương pháp đó, thì thầy đã tự cấu tạo các cái cấu trúc để tạo ra các cái giai điệu nhạc. Cho nên ví dụ như khi nghe các nhạc khúc của nhạc sĩ Lam Phương nhân dịp về làm lễ tưởng niệm cầu siêu cho ông á, năm ngoái đó tại chùa mình á, thì cái bài nổi tiếng của ông sáng tác hồi lúc ông mười mấy tuổi đó, đó là bài Thành Phố Buồn, một trong cái bài giúp cho ông trở thành người giàu vào lúc đó, bán cái tác quyền rất là cao, và tên tuổi của ông được khẳng định từ những cái bài đầu đó. Thì thầy nghe thử thầy để ý ra nó có những cái nhịp. Thì thầy không chuyên về nhạc, thầy không rành về nhạc, thầy chỉ lấy toán học để mà đặt để vào trong cái nhịp của nhạc thôi. Ví dụ như là Thành Phố Buồn nhớ không em, ngày chủ nhật hạnh phúc im điệp, thì thầy tạm gọi đó là cái cấu trúc ngắt nhịp á, 3 3 3 4 cho một câu. Thì bằng cái phương pháp toán học á, thì thầy sáng tác nhiều bài và mình tạo ra nhiều cái cấu trúc ngắt nhịp khác nhau. Ví dụ như là 2 4 3 2, gọi là 4 3 3 3, rồi 2 4 2 4, rồi 4 4 4 3, rồi 3 3 4 4. Thì mình muốn tạo ra cái ngắt nhịp nào là tùy mình thôi. Thì bằng cách đó thì thầy làm rất là nhanh. Hơn nữa thì có năng khiếu làm thơ,
gồm thơ Song Thất Lục Bát, thơ Lục Bát, hai loại thơ đặc thù của Việt Nam, thơ Ngũ Ngôn, thơ Đường Luật, thơ Thất Ngôn Bát Cú, phong cách thơ của Trung Quốc mà văn học Việt Nam chúng ta ảnh hưởng khá sâu đậm. Thì làm câu đối được, viết văn biện ngẫu được, thì bằng những cái thuận lợi đó đó, thì mỗi một cái bài nhạc đó gồm có bốn khổ, khổ một, khổ hai, điệp khúc và khổ ba đó, thì thầy làm nhiều nhất đó, là 30 phút, còn thông thường chỉ là 10 phút rồi. Thì cách đây đúng 20 phút trước khi thầy xuống, tức là khoảng 2:40 đó, thì Phi Nhung có gọi điện thoại cho thầy cáo lỗi là sáng hồi sáng này đó không đến được, vì Phi Nhung nhớ lộn giờ, giờ mời đó là buổi sáng nhưng mà Phi Nhung nhớ là buổi tối. Và sáng hôm nay thì Phi Nhung phải làm lễ động thổ trùng tu lại cái chùa mà Phi Nhung xây cách đây 20 năm ở tỉnh Bình Phước, cho nên nếu mà có nhớ trúng giờ cũng không thấy được, vì hai sự kiện nó diễn ra cùng một thời điểm ở hai địa điểm khác nhau. Thì Phi Nhung có hẹn với thầy là tuần sau sẽ hát. Thì trong nửa tháng qua Phi Nhung hát cho thầy là được 5 bài trên 10 bài đã nhận lời đó. Tuần sau thì thầy sẽ làm lễ ra mắt cái bộ Đạo Đức Phật Giáo này, mà Đạo Đức Phật Giáo là dành cho trẻ em và thiếu nhi. Cho nên vừa nói xong cái thầy làm một cái bài trong vòng 10 phút, đó là Thương Như Con Ruột, và gửi cho nhạc sĩ để hòa âm phối khí gấp. Tuần sau thì Phi Nhung sẽ ca bài này cùng với các cháu mồ côi là con nuôi của Phi Nhung. Thì cái tình cảm của người mẹ nhận con nuôi đó, thì xem những đứa con nuôi như là con ruột của mình, thậm chí nó còn gắn bó hơn là con ruột nữa. Thì nói sơ vậy để thì đưa đến một cái nhận thức mà các bạn trẻ rất cần, đó là tiềm năng ở mỗi người là có sẵn, vấn đề là chúng ta có khai thác đúng phương pháp không ta. Thầy đi tu từ 14 tuổi, thầy không có nghe nhạc đời, nhưng mà cái dịp tưởng niệm nhạc sĩ Lam Phương đó, thì phải viết cái lời tưởng niệm dành cho ông, mà ông là một nhạc sĩ đẳng cấp thế giới. Nhưng mà không nghe nhạc của ông thì làm sao mình viết nó trúng được những đóng góp của ông cho lịch sử âm nhạc Việt Nam. Cho nên thầy bất đắc dĩ phải nghe hơn 60 bài của ông. Và khi nghe xong thì thầy tự nhận thức cái kết cấu của một bài nhạc nó gồm có bao nhiêu phần và tạo giai điệu như thế nào thông qua các cái khổ thơ. Chứ giờ nếu mà các Phật tử hỏi thầy đó, Đồ Rê Mi Pha Sôn La Si Đô ha, là thầy quề luôn, không biết gì hết. Thầy cũng không biết ca, nhưng mà mình tự tạo được cái giai điệu của mình đó. Cho nên là nó sẽ không hay được như là chính các ca sĩ hát. Thì tự ca thâu trong cái máy iPhone rồi gửi cho nhạc sĩ, cùng với cái lời nhạc sĩ sẽ phối khí. Tại sao Đạo Phật cho rằng là mỗi con người có tiềm năng vô tận giống nhau? Là vì khác với các tôn giáo khác đó, Đức Phật cho rằng sự sống của con người không bắt đầu duy nhất từ kiếp này. Từ cái thời điểm chúng ta được người mẹ sinh ra trên cõi đời đó, truy nguyên về quá khứ vô cùng tận. Đức Phật khẳng định đó, chúng ta đã có vô số kiếp sống mà mình không nhớ hết được, do hệ quả của cách ấm, tức là cái khoảng cách giữa kiếp sống này với kiếp sống khác trong tiến trình tái sinh. Các hạt giống của chúng ta đó, được gieo trồng không mất đi, trải qua các kiếp sống. Thì tiếng Sanskrit gọi đó là bija, bề bò, y ngắn, chi,
và bài chữ A. Cái này nó được hiểu là hạt giống hành vi, bao gồm hạt giống phong tục, hạt giống tập quán, hạt giống kinh nghiệm, hạt giống ký ức, hạt giống lối sống, sẽ tồn tại dưới dạng năng lượng energy đi theo chúng ta trải qua các cái kiếp sống. Cho nên khi mới sinh ra đó, có các hiện tượng thần đồng bẩm sinh, 6 tuổi là phát huy. Thì trong cái giai đoạn từ năm 75 cho đến năm 90 đó, ngoại trừ những người có hộ khẩu trước năm 75, tất cả các tu sĩ Phật giáo tối không được quyền ngủ ở chùa, tức là không giải phép, không giải quyết tạm trú. Thì chùa Giác Ngộ lúc đó thì có sư ông, tức là sư phụ của thầy, rồi có sư huynh của thầy là Thượng tọa Nhật Bình đó. Thượng tọa Nhật Bình là tu trước năm 75. Còn các thầy còn lại và các chú tiểu trong đó có thầy, tối phải đi ngủ nhà Phật tử. Và hệ quả này đó, nó kéo theo đó, 1/10 đó đi vượt biên. Bây giờ 1/2 trong số còn lại đó hoàn tục, tức là tóc dài theo năm tháng, vì ở nhà Phật tử thì tình cảm phát sinh. Rồi 4 giờ khuya mới quay trở về là chùa, 8 giờ tối thì ra đi. Thì có một nhà Phật tử mà thầy ở tá túc á, gia chủ là thầy giáo dạy vật lý, dạy ở trường của thầy, đó là trường Nguyễn Tri Phương, xin lỗi, trường tự nhiên giờ quên ngang, cái trường ở đường Nguyễn Tri Phương nè, Trần Khai Nguyên, là thầy học trung học cấp 3 đó. Thì thầy giáo này đó là Phật tử thuần thành, nhưng mà có một đứa con á, lúc đó nó khoảng chừng mấy tháng tuổi à, mà sáng mê đó nó đòi cà phê đậm, cà phê đen á, nghe cái mùi cà phê là nó bò lại liền. Thì thầy giáo thì uống cà phê, mà uống cà phê vừa thôi, dĩ nhiên mấy tháng tuổi làm sao biết nói biết gì đâu nha. Nó tới nó cứ chỉ nó chụp lấy cái ly cà phê uống thôi. Uống á, thì dĩ nhiên là cà phê nó không đậm, thì nó cảm thấy không ấp phê. Nó đòi, nó khóc, nó đòi thêm. Rồi ba nó hỏi, nó cứ gật đầu, rồi hỏi thêm không. Thì nó gật. Pha đậm cái là nó uống, cái nó cười. Còn pha nhạt là nó uống, nó khóc. Thì hạt giống á, uống cà phê đó cho chúng ta biết á, là cậu bé này đó, mấy năm trước đó có thể là người ở Ba Bùa Thuộc. Thì có đi Ba Bùa Thuộc lần nào chưa? Cách đây hơn chục năm thầy giảng ở Ba Bùa Thuộc, giảng cũng cả chục chùa. Thì các Phật tử họ quý mình, họ muốn giới thiệu đặc sản Ba Bùa Thuộc. Tưởng sao dẫn đến một cái nhà vườn cà phê đặc sản rất là sang trọng, tiêu chuẩn 5 sao. Vì khu vực đó là nó rất nhiều cái nhà vườn như vậy. Du khách Sài Gòn và các tỉnh đến đó, thì ban ngày thưởng hoàn cảnh đẹp, ban đêm đó, chủ yếu là uống cà phê, phong cảnh rất là hữu tình. Thì uống vô một cái, trời ơi, tim nó đập phịch. Tại ly cà phê phin mà nó đậm đặc, là không có đường. Nào giờ thầy uống cà phê đâu, mà uống vô cái ly mà nó đầm rặt như thế là cái tim của mình nó tự động rồi nó muốn nhảy rất ra bên ngoài. Đó. Thì ngay cái thời điểm đó thầy mới nhớ là cái cậu bé mấy tháng tuổi ở cái nhà Phật tử mà thầy ở tá túc trong giai đoạn không được tạm trú ở chùa đó. Quá thật là nó hơn mình dữ lắm. Mấy tháng tuổi thôi, uống đầm đặc, uống bình thường. Thì đó là một cái ví dụ nói về cái hạt giống nghiệp, nó không có mất đi trong kiếp tái sinh, nó chỉ cần có cái chất xúc tác là nó phát huy là thật. Thì từ đó Đạo Phật mới lý giải hiện tượng thần đồng thiên tài. Tại sao cũng là cùng một lớp học,
Con các cháu ấu niên đó học 1 nhớ 10, không học cũng biết. Con cháu học 10 đó nhớ 1 cũng đã dữ lắm rồi. Thì thầy nhớ hồi năm 91 á, hay 90 vậy đó, thì sư phụ của thầy đó nhận một đứa con nuôi. Thì cháu này lúc đó nó khoảng 6 tuổi, có cái bệnh mặc cảm chưa từng thấy. Nếu không có ai đó nha, thì cháu này đó chui xuống gầm bàn thôi, không làm việc gì khác, cái chui xuống gầm bàn rầy la cỡ nào cũng chui xuống gầm bàn đó. Và sư phụ của thầy giao cháu đó cho thầy nuôi ha. Thì thầy cũng chưa bao giờ nuôi dạy trẻ em, và đó là lần đầu tiên thầy nuôi dạy trẻ em. Khi mà đánh bằng cái chữ B A 3 B A 3 ha, đầu là 3, thì nó đánh bằng cái chữ B là nó quên chữ A, đánh bằng chữ A là quên chữ B, mà ráp là kêu chữ 3 thì nó quên chữ B và chữ A. Thầy chưa bao giờ thấy một cái cậu bé nào mà nó bị cái sự chậm lục, đang khi nó không phải bị bệnh trì độn, nhưng mà chậm lục như thế khó nhớ dữ lắm. Nhưng mà thầy nghĩ lúc đó thầy cũng giỏi thiệt. Kiên nhẫn huấn luyện cho cậu này trong vòng 6 tháng. 6 tháng cậu ấy đánh bằng chữ được, đọc mặt chữ được. Thế cái bộ nhớ kém đến thế mà cuối cùng cũng đọc chữ được. Lúc đó thì thầy cho cậu này đó là học tỳ ni, tức là tất cả các chú tập sự khi vào chùa là phải học tỳ ni. Thùy miên thủy ngộ đưa nguyện chúng sinh nhất thiết trí giác châu cố thập phương, sáng sớm thức dậy cầu cho chúng sanh có được trí tuệ, hiểu thấu được mười phương, thí dụ vậy. Thì phải học thuộc lòng để mình thực tập cái bài đó. Nó gồm có tất cả là 4-3 bài. Thì thầy nhớ trong vòng 6 tháng hoài đọc được á, chữ á, thì cậu 6 tuổi này nó còn thuộc được mấy bài kệ đó. Và giờ suy nghĩ lại, không ngờ là cái hạt giống về chữ nghĩa của cậu này kém quá. Nhưng mà khi mà mình huấn luyện bài bản thì cậu đó cũng khắc phục được cái yếu kém của mình. Và thầy dạy riết rồi là cậu không còn gọi là ngồi dưới gầm rừng nữa, gầm rừng hoặc là gầm bàn thôi. Đó là cái mặc cảm tự ti. Có thể một kiếp nào đó cậu này có thể, xin lỗi, thầy đặt giả định thôi, có thể làm kiếp của con chó được nuôi trong nhà, chỉ nằm ở cái góc nhà thôi, không có tự tin như một con người, yêu cầu ngồi trên ghế. Thì lúc có thầy thì ngồi trên ghế, mà thầy vừa đi ra ngoài chú sẽ quay về lại, thầy thấy nó chui dưới gầm giường à, lạ vậy đó. Đó là những cái trường hợp rất là điển hình về các hạt giống tính cách không mất đi trải qua các kiếp sống, rồi chúng ta khắc phục bằng cách là gieo trồng vào cái hạt giống đối lập nhiều hơn, một cách có phương pháp, được lặp đi lặp lại nhiều lần đó, thì cái hạt giống thiếu đó đó ở trong kho tàng tâm thức của chúng ta đã được khắc phục. Thầy thú thật với các Phật tử đó, hồi nhỏ thầy mê chơi lắm, từ lớp 1 đến lớp 9 toàn là cướp dê bài không à. Văn của thầy hiếm khi nào được điểm 5/10. Mà từ khi đi tu ở chùa Giác Ngộ, đọc được mấy quyển sách của thầy sư Nhất Hạnh, nhất là quyển Nói Với Tuổi 20 đó, bắt đầu trí năng của thầy nó mở ra. Và năm lớp 10, 11, 12 thầy đậu thủ khoa của trường Trần Khải Quyên. Và văn lúc nào cũng không dưới 7.5. Nó chỉ có một chuyển tiếp một năm thôi, mà nó trở thành là hai cái thái cực. Lúc đó thầy nhớ đến lớp 9 mà thầy đọc chữ còn chưa trôi nữa, kêu mà đọc một cái đoạn tiếng Việt đọc còn không trôi. Mà qua đến lớp 10 là trở thành giỏi văn.
nó thay đổi một cách rất là hoạt mục. Và để đánh giá cái sự thay đổi đó, đó thì thầy có thể khẳng định đó, đó là phấn đấu thôi. Như là bẩm chất của thầy thì không thông minh, nhưng mà phấn đấu thường xuyên, học cần cù thường xuyên, cho nên đó, mình có được cái kết quả như sự trông đợi. Cái giai đoạn sau năm 75 đó, thì khó khăn đối với Phật học lắm. Thì chủ yếu là học gia giáo thôi, còn các trường lớp Phật học bị đóng cửa do những cái chính sách tôn giáo lúc bây giờ. Nhưng mà thầy suy đi nghĩ lại á, có lẽ hạt giống học ở thầy ở kiếp trước nó có sẵn nè. Cho nên cũng cùng một cái bối cảnh khó khăn giống như nhau, học gia giáo ở với các hòa thượng đó, mỗi lớp nó có khoảng chừng 15 cho đến 20 tu sĩ, và thầy là chú tiểu duy nhất, xa gì duy nhất đó. Rồi cuối cùng là thầy có thể nói là thành công hơn các vị học chung lớp với mình. Đó là nhờ có thể là một phần là hạt giống quá khứ, 90% đó là phấn đấu của hiện tại. Cho nên là các bạn trẻ đang trong quá trình đi học đại học, thì dĩ nhiên cái thành quả học tập của mình đó, có khi là nợ tín chỉ, có khi đó là điểm A cộng, có khi đó nó chỉ là B trừ, có khi là bị rớt nữa. Thì những cái hạt giống đó nó được phản ánh là chúng ta có gọi là dự trữ nó nhiều hay ít, rồi ôm lại nó bằng cách chăm sóc nó nhiều hay ít thôi. Nếu như ta không có siêng năng chăm sóc thì cái hạt giống nó có, nó bắt đầu nó mờ nhạt từ từ, nó yếu dần dần, đến lúc nào nó mất đi, nó bị thay thế thông qua cái sự loại trừ của các hạt giống đối lập. Cho nên huấn luyện á, nó là một cái quá trình liên tục không gián đoạn. Và điều quan trọng nhất là đừng bao giờ mặc cảm tự ti bản thân. Thì mặc cảm tự ti đó là những ổ khóa và dây xiềng xích ghì chúng ta suốt. Ví dụ khả năng á, vốn có mỗi người là 60 đi, sự tự tin sẽ giúp cho mỗi người đó phát huy từ 60 lên 70, 80, 90 và 10, hoặc là 20, 10. Còn người mặc cảm đó, thiếu tự tin đó, thì năng lực vốn có là 60 đó, nó phát huy được chỉ có 30 hoặc là 40 thôi. Thì cái gì đã làm cho chúng ta tự tin? Đó là hiểu biết đúng rằng đó là ai có được năng lực đó bằng tiềm năng, tức là hạt giống của kiếp trước đó. Tôi thích lĩnh vực đó, hiện tại tôi chưa có được năng lực đó. Nếu tôi phấn đấu như cách thức mà những nhân vật đó đã từng phấn đấu trong quá khứ của họ, tôi cũng sẽ lần lượt đạt được năng lực đó và trở thành người đó. Đó là tiêu chí để phấn đấu. Thầy thường gọi đó là nỗ lực phá kỷ lục bản thân. Và thầy cũng đưa hình ảnh là nhón chân vối tay mỗi ngày ở nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thì các bạn nào mà đang ở cái tuổi 13, 14 đối với nữ, 15, 16 đối với nam, thì ngoài các luyện tập khác, vận động toàn thân 30 phút mỗi ngày, ăn uống có đầy đủ chất bổ dưỡng, uống sữa như là sữa nguyên chất, hạn chế thức khuya, nỗ lực dậy sớm, thì nên tập động tác nhón chân, áp toàn thân mình vào vách tường, nhón hai chân lên. Thì ai là bạn gái thì dễ biết qua cái động tác mình đi gót, xin lỗi, đi guốc. Đi guốc nó là một thức nhón chân, nhưng mà có cái sự nâng đỡ của cái guốc. Ví dụ như cái guốc đó nó cao một tấc rưỡi, thì người mang guốc đang được gọi là nhón chân được một tấc rưỡi. Nhưng mà thầy khuyên đó, quý cô đó, thà chấp nhận thấp đi, để sau này mình không có phải suy thận, thoát vị đĩa đệm, viêm đa khớp,
đau nhức toàn thân, là bởi vì chúng ta phải chịu đựng cái lực ở trên các cái đầu ngón chân cho toàn cái trọng lực của cơ thể nó đè nặng lên, chỉ vì chúng ta muốn cao ráo được đẹp hơn thôi. Còn thầy thì thầy lùng sủng á, dép của thầy quý vị thấy đâu có cần phải mang cái giày nâng gót lên là 4 cm thành 5 cm đâu, mình lùng mình chịu mình lùng chứ có gì đâu phải giấu, không cần thiết. Mình tìm cái tự tin ở lĩnh vực khác. Có nhiều Phật tử tới chụp hình với thầy thấy dễ thương lắm, họ cao cái họ chụp họ khum xuống vậy nè, khum xuống đi chứ để bằng thầy. Còn có người giống như rải hồi sáng làm lễ thì trao qua trao bằng khen đó, thì nhạc sĩ Lao Phương cao đâu phải thước 7 mấy à, thì đang đứng ảnh lịch sự nhảy xuống 2 cấp thấp hơn để cho cái đầu ảnh bằng với đầu thầy. Không cần thiết, mình có phước cao thì hưởng cao, còn thầy không có phước cao thì hưởng các phước khác. Cho nên đừng có khỏa lấp cái, đừng có phải cố tình đi khỏa lấp cái mặt yếu kém ở mình. Xem mặt yếu kém đó là chuyện bình thường thì các bạn sẽ vượt qua được mặc cảm. Cho nên ví dụ như thầy lùng ha, đi tới đâu người ta nói ôi ông thầy này kém phước, lùng súng, ông thầy lùng mã tử. Nếu thầy tự ái thì thầy sẽ không chê với người đó, người ta xúc phạm mình bằng các ngôn ngữ thiếu ngoại giao không? Thì thầy sẽ hồi đáp lại là nhờ tôi lùm cho nên tôi đỡ tốn giải, đỡ tốn tiền của cha mẹ tôi hồi nhỏ và lớn lên cũng vậy. Đó là cái nhìn tích cực, tức là ở cùng một cái sự kiện đó, người tích cực sẽ tìm ra được những cái hệ giá trị từ cái mặt yếu kém đó. Và cái đó nó giúp cho chúng ta nâng được cái chất tự tin. Mà tự tin quá mức nó trở thành là gì? Bơm phòng giá trị ảo. Cái này là nên tránh. Có nhiều người ta gọi là quá tự tin, tiếng Anh gọi là overconfidence. Giá trị họ có 1 thôi, nhưng mà họ tin của họ là 10, tức là họ sống ở trên mây, sống với hệ giá trị ảo. Nó tắt đó là sống ảo. Trên cái thế giới mạng xã hội đó, có rất nhiều bạn trẻ bị chìm đắm ở trong giá trị ảo. Từ một người bình thường thôi nha, những người có năng khiếu ăn đói đó, lên làm YouTuber, đăng ký quảng cáo với lại YouTube, mỗi ngày nói riết rồi đó, nó có duyên, hoặc là nói chuyện tào lao, nói chuyện thị phi, nói chuyện thiên về cảm xúc đó, thì cái số lượng người ta theo dõi ngày càng tăng. Cái nghiệp của người Việt Nam về việc nghe thị phi nặng lắm. Và cộng đồng YouTuber của Việt Nam là một trong những cộng đồng lớn nhất thế giới. Và cái hạn mức của Việt Nam, cái ranking á, về việc nói tục, chửi thề, xúc phạm, vu cáo, xuyên tạc, thông tin giả của YouTuber và Facebooker Việt Nam là cũng đứng thứ 5 trên toàn cầu, trên tổng số hơn 210 mấy quốc gia và vùng lãnh thổ. Thì có nhiều người ta đâu là gì đâu, kiến thức cũng không có, vị trí xã hội không có, nghề nghiệp cũng không có, nhưng mà họ giỏi về cái đó, bỗng dưng trở thành YouTuber có nhiều người subscribe, đăng ký và người ta theo dõi, ta nghe mỗi ngày, bắt đầu từ vài chục view đến vài trăm view, vài ngàn view, có người lên tới cả chục ngàn, 20 ngàn view. Thì bắt đầu đó là sống ảo, thấy mình là quan trọng, mình là trung tâm của vũ trụ. Nhưng mà không biết là trong những cái hành động truyền thông đó đó, có rất nhiều các thông tin giả, xúc phạm, vu cáo, xuyên tạc, đặt điều
tức là gieo cái nghiệp khẩu đó, rất là nặng. Thì dĩ nhiên là YouTube thì họ khôn lắm, họ bán quảng cáo và họ trả tiền quảng cáo đó cho các YouTuber. Dĩ nhiên họ lề gấp nhiều lần so với cái người đã bỏ cái thời gian chất xám tâm huyết để đầu tư một clip đó. Có nhiều người ta sống bằng cái nghề làm YouTuber thôi, tức là nói được người ta tán dương mà có tiền xài, không phải lao động tay chân gì hết á, và không khéo là sống ảo. Cho nên chúng ta phải biết mình là ai, tự tin đúng cách. Còn mà tự tin quá mức thì nó trở thành là cao ngạo, và đánh giá sai về bản thân mình thì chúng ta đó rơi vào tình trạng là sống trên mây, là khi bản chất của cuộc sống nó nằm dưới mặt đất. Thì nói dẫn dụ hơi dài để khích lệ cái cách để chúng ta phát huy tiềm năng. Và quan trọng hơn là đừng bao giờ mặc cảm tự ti dân tộc. Thì trong cái tập nhạc quê hương có những cái câu á, nó khích lệ cái tinh thần tự tin dân tộc. Ví dụ như bài Dòng Máu Việt Nam ở trang 23 nhạc quê hương á, thì thầy có viết mấy câu như thế này nè: này bạn ơi, Việt Nam chưa từng nhỏ bé. Này bạn ơi, Việt Nam chưa từng nhược yếu. Việt Nam ta chiến thắng ngoại xâm, Việt Nam ta mừng khúc khải hoàn. Về diện tích đó, thì nước Việt Nam mình không phải là nước nhỏ. Về dân số đó thì Việt Nam mình đang đứng ở chỗ 98 triệu. Cho nên nằm vào khoảng hình như là vị trí thứ 25 trên tổng số 200 mấy chục quốc gia dùng lãnh thổ. Đó là con số to và lớn. Nhiều nước ở châu Âu á, dân số ta chỉ có vài triệu. Campuchia cũng có vài triệu, Thái Lan chỉ có khoảng 6-8 triệu thôi. Thì như vậy về số lượng, dân số, về diện tích, chúng ta không nhỏ, chúng ta không nhiều tiểu. Còn về nghĩa bóng á, thì chưa có quốc gia bị áp bức nào đã có được cái hiển hách đánh thắng được giặc ngoại xâm như Việt Nam. Bao gồm á, Việt Nam đã đánh thắng Trung Quốc được ít nhất là 60 lần trong 3.000 năm lịch sử. Dĩ nhiên mình bị họ đô hộ gần 1.000 năm, nhưng cuối cùng rồi chúng ta cũng giành lại chiến thắng. Việt Nam cũng đã đánh bại thực dân Pháp, rồi chúng ta cũng đã chiến thắng đế quốc Mỹ 5 năm Nhật đô hộ trong giai đoạn Pháp thuộc. Nếu Việt Nam chúng ta rơi vào tình trạng đó là một cổ hai trọng thì chúng ta cũng vượt qua được. Mà thời nhà Trần dưới sự lãnh đạo anh minh của Đức Vua Thiền Sư Trần Nhân Tông, Việt Nam chúng ta chiến thắng giặc Nguyên Mông. Mà lúc đó đó giặc Mông Cổ á, quý vị biết là đã đánh bại được 51 quốc gia trên toàn cầu, bao gồm các nước châu Âu, trong đó có Nga to đùng. Ở châu Á thì Trung Quốc cũng là thuộc địa của Mông Cổ. Đang khi Mông Cổ vào thời điểm thế kỷ thứ 13 đó chỉ có khoảng 110.000 dân thôi. Các cái cánh đồng mà thảo nguyên phì nhiêu, nhưng mà nhà cửa không có, phần lớn ở nhà liều thôi. Ý chí dân tộc của họ mạnh, nên họ đã đánh bại được 51 quốc gia tiên tiến, dân số đông, sức mạnh hùng vĩ hơn họ.
Và cái việc này đó có lẽ là sẽ không bao giờ có một lịch sử nào tương tự lặp lại lần thứ hai trên quả địa cầu này. Nếu như không có cái luật quái gở của Mông Cổ, đó là khi vua chết là thành tác từ hãng qua đời đó, thì tất cả các tướng lĩnh khắp nơi phải quay về để thọ tang. Thì có lẽ là châu Âu á gần như là bị Mông Cổ hóa về phương diện dân chủng học, và nhiều quốc gia khác trong 51 quốc gia đó bị Mông Cổ đô hộ đó, đều bị Mông Cổ hóa. Cho nên đó, người châu Á chúng ta và một số dân châu Âu đó, khi hỏi người ta vẫn liệt kê trong cái nhóm dân chủng đó, đó là Mongolian, là giống dân Mông Cổ, bị ảnh hưởng từ mấy cái cuộc viễn chinh và xâm lăng đó. Cái mặc cảm từ dân tộc nó làm cho chúng ta đó là không muốn thừa nhận gia tài, di sản văn hóa dân tộc, lịch sử dân tộc, cái nghèo của dân tộc, cái khó khăn của dân tộc, cái khổ đau của dân tộc Việt Nam. Chúng ta muốn chối bỏ nó, chúng ta muốn quên nó đi. Và cũng từ cái yếu điểm đó đó, chúng ta dễ dàng tiếp thu một cách thiếu chọn lọc tất cả những gì nó thuộc về phương Tây. Trong đó có những thứ rất dở, rất xấu, rất tệ và không có giá trị. Hiện nay chúng ta đang mất gốc văn hóa rất là nhanh. Thời của hai cụ Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu tìm được cứu nước đó, từ cuối thời kỳ Pháp thuộc, cái đây mới khoảng 70-80 năm thôi. Thì khắp ba miền Nam Trung Bắc của Việt Nam đi đâu cũng áo dài khăn đóng, nam nữ cũng thế. Và ở nhà thì chị em phụ nữ đó, mặc áo bà ba. Bây giờ chúng ta đã bị Tây hóa về y phục, chúng ta mất gốc cái y phục Việt Nam. Còn áo dài chỉ sử dụng vào các lễ hội, các dạ tiệc, các lễ cưới. Còn bình thường đó, không có bao nhiêu chị em phụ nữ mặc những chiếc áo dài đó. Thầy đã đi gần 30 quốc gia thì có thể khẳng định đó, về phương diện ngoại hình đó, chiếc áo dài Việt Nam rất đơn giản nhưng mà rất thanh lịch. Thì thường sánh ví cái cơ thể phụ nữ được sự tôn vinh của chiếc áo dài, nếu mà đứng trước gió mà đầu có cái chiếc nón lá đó, vô tình tạo ra cái hình đồ chữ S của nước Việt Nam. Cái tự hình dung thử ha, nếu đứng trước gió thì cái chiếc áo dài nó sẽ phát phế, sau đó tạo thành cái đường cong chữ S. Còn ở nhắn bên đó, ở thắt lưng đó, làm cho cái lưng, cái eo lưng của phụ nữ đó, nó giống như là cái miền Trung Việt Nam nó ốm nhỏ lại. Còn nón lá là giống như cái đầu của miền Bắc nó to ra. Về vấn đề địa hình đó, cho nên mặc chiếc áo dài đó làm cho phụ nữ Việt Nam đẹp hơn phụ nữ khắp thế giới. Bây giờ chúng ta so chiếc áo dài Việt Nam với chiếc kimono của Nhật Bản nè. Có ai mặc thử kimono chưa? Với một hai người thôi. Chứ nếu như mặc thường xuyên chắc là trốn luôn. Mấy lớp à. Mặc cực lắm. Còn cái chiếc áo dài của chúng ta đó, mặc vô chỉ có mấy giây là xong rồi thôi. Rất là gọn. Thanh lịch, nhẹ nhàng, mát mẻ. Với phù hợp với cái khí hậu Việt đấy. Còn cái chiếc áo thụng của Hàn Quốc nó làm cho phụ nữ giống như con gấu. Thì cái dân hóa Hàn Quốc là ta tôn vinh con gấu, nên ta chế cái chiếc áo người nam người nữ gì mặc nó thùng ra to như con gấu vậy. Đó là sự hùng vĩ, chắc chắn nó không có thanh lịch bằng chiếc áo dài Việt Nam. Còn chiếc áo đầm của Tây nó xòa ra giống như con công. Cái đầm xuống như này nó giống như mấy con công cái gì đâu. Mà thời xưa nếu quý vị xem mấy cái bộ phim cổ á, của châu Âu á, thì dưới cái áo đầm này đó, nó còn thêm mấy cái phánh vòng tròn đó,
phải vòng tròn, có khi là bằng kẽm, có khi là bằng tre, có khi là bằng gì đó, đi rồi cực lắm. Cho nên đó, nó đi nó lại, nó tối nó lui rồi đó, thì chiếc áo dài Việt Nam là rất là gọn và tiện ích. Nhờ vì cái mặc cảm từ dân tộc, chúng ta mất văn hóa này quá nhanh. Đang khi Ấn Độ đó bị Thổ Nhĩ Kỳ Hồi giáo xâm chiếm hơn 400 năm, mà cái dân hóa gốc Ấn Độ có bị bắt đi đâu. Rồi sau đó Anh 150 năm họ cũng truyền bá cái văn hóa y phục Anh, dân hóa ẩm thực Anh, nhiều cái loại dân hóa khác. Nhưng mà đến bây giờ đó, nếu quý vị xem các phim Ấn Độ thấy là áo dài truyền thống không phải chỉ trong phim không đâu nha, thực tế nó vẫn vậy. Đến độ đó làm đồng án thì nó càng gọn, các chị em phụ nữ Ấn Độ vẫn phải mặc chiếc áo sari, áo dài rất là chỉnh trọng. Rồi những người phụ nữ mà làm nghề phụ hồ đó, thực ra thì phụ nữ ta mới nói ta không lao động, nhưng mà những người cùng đinh nghèo quá thì ta không còn lựa chọn khác phải làm nghề hồ. Thì cái thói quen của nghề thợ hồ bên Ấn Độ là gì? Là vác tất cả xi măng hay là đá gạch gì đó cũng phải để trên đồng. Cái đó là nó tốt cho sức khỏe, về già không bao giờ bị gù lưng. Còn Việt Nam chúng ta vác một vai, cho nên nó làm cho hệ xương sống nó không có được thẳng, nó chèn cái tầng kinh tọa, xin lỗi, nó chèn cái sụn, dẫn đến thoát vị địa điểm, là suy thoái xương. Còn là mình để trên đầu như vậy, nó toàn bộ cái cấu trúc thân này nó được thẳng đứng và chịu đều nhau, cho nên không có bị các cái hệ quả sức khỏe cơ thể tương tự. Thì lúc mà vác xi măng hay là gạch đá ở trên đầu á, chị em phụ nữ Ấn Độ thợ hồ đó vẫn mặc chiếc áo dài, có nghĩa là ta hãnh như tự hào về văn hóa của họ, ta không có chạy theo văn hóa của anh. Dĩ nhiên là đi làm ngày nay thì cũng có nhiều người ta mặc đồ Tây, nhưng mà số đó không đáng kể. Còn đến cái ngày Tết Tây thì tại Ấn Độ thì chỉ có những người theo đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành thì họ tổ chức thôi. Còn hơn 1 tỷ người Ấn Độ còn lại thì chẳng ai bận tâm, chẳng ai tổ chức, chẳng ai ăn mừng. Còn ở Việt Nam chúng ta là gì? Từ chính phủ cho đến người dân, ngày Tết Tây thì ăn dữ dần lắm, tai nạn giao thông dữ dần lắm, phá thai cũng dữ dần lắm. Có nghĩa là chúng ta bị mất học, thiếu tự tin. Về mặc cảm từ dân tộc sẽ làm cho chúng ta đó trở thành yếu, tự mình siết sình, siết chân mình lại, siết tiềm năng của mình lại, không phát huy được. Và quan điểm của thầy đó, muốn phát triển đất nước đó, phải đầu tư công nghệ cao, các cái thông minh nhân tạo. Nếu đi theo cái hướng đó trong vòng 20 năm thôi, chúng ta sẽ có các tỷ phú đô la, có tầm vương, tầm vối đó ra thế giới. Thì hiện nay chỉ mới có tỷ phú Phạm Nhật Vượng qua cái ngành xe hơi, địa ốc thì chủ yếu là đầu tư trong nước. Còn các triệu phú của Việt Nam như là lĩnh vực xe đó, thì chúng ta chỉ có chuyển cho công nghệ sản xuất xe trong nước, như tập đoàn xe Hyundai, tập đoàn xe gì quên rồi, lớn nhất của Việt Nam á, Trường Hải, cà phê Trung Nguyên đó, thì cũng mới giang tay ra được đến Singapore rồi. Phần lớn cũng là thị trường ở trong nước. Chúng ta có quá ít các tập đoàn Việt Nam đó dương ra nước ngoài, khẳng định đẳng cấp với Việt Nam. Thì trong vòng 40 năm tới thì thầy tin rằng là chúng ta sẽ có nhiều tập đoàn như thế ha, sẽ làm lớn mạnh. Và muốn như thế thì phải đầu tư vào các cái công nghệ cao và thông minh trí tuệ. Hiện nay trong các tập đoàn thông minh trí tuệ đó thì có nhiều kỹ sư là người Việt Nam, được trả lương rất cao. Tức là họ biết khai thác chất xám,
Ở Việt Nam chúng ta vẫn chưa có những nhà đầu tư rủi ro đó, để có thể biến mình trở thành một cái tập đoàn công nghệ lớn, làm giàu cho đất nước, dĩ nhiên là làm giàu cho tập đoàn của mình. Cho nên học Phật đó, thì các Phật tử nên lưu ý đó, cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó nói về tiềm năng và hiện thực. Tiềm năng được sanh ví như là một búp sen, hiện thực là một hoa sen. Giống như một cậu bé, cô bé vài tháng tuổi có tiềm năng trở thành thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, tráng niên, trung niên, rồi đến đó là lão niên. Các học trò có tiềm năng trở thành thầy cô giáo. Các chú tiểu có tiềm năng trở thành các đại đức có tiềm năng trở thành thượng tọa có tiềm năng trở thành hòa thượng có tiềm năng trở thành đại lão hòa thượng và cao tăng. Đó là cái sự tiệm tiến theo cái cấp số cộng đối với người bình thường, theo cấp số nhân đối với người giỏi và xuất sắc. Thì bản chất nó trải qua nhiều cuộc sống đó, các hạt giống đó nó có sẵn trong chúng ta, không có mất đi. Giờ chỉ cần quý vị bỏ đi những cái hạt giống tiêu cực này, đó là mặc cảm, tự ti, thiếu tự tin, hay là tự tin quá mức, cao ngạo, tự hào, tự đại, tự ái, tự trọng, dứt bỏ các hạt giống hết đi, thì cái sự tự tin đó, đúng cách đó, đúng không? Phát huy giúp cho chúng ta trở thành người hữu ích. Lúc đầu thì thầy dự tính là cho vấn đáp tự do, nhưng thôi nói đề tài này nó cũng hữu ích cho mọi người. Chúc tất cả được an lành. Tuần sau đó, thầy làm lễ ra mắt, cho nên là thầy mong các bạn trẻ đi đông. Vì bộ sách này là dành cho tuổi trẻ. Và Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương á, là đơn vị sẽ triển khai bộ sách này kèm theo các slide. Thì nhóm các Phật tử làm thầy cô giáo của chương trình sinh hoạt buổi chiều thứ bảy đó đã phát tâm làm trên cái bản đề nghị của thầy, cách thức trình bày slide, nội dung slide. Thì như vậy là đến thời điểm này chúng ta đã hoàn tất là bộ giáo trình sách in, bộ giáo trình PDF và bộ giáo trình của slide, rất là tiện ích, nên ai cũng có thể truy cập về. Chắc là một vài hôm nữa thầy sẽ cho lên trên trang web đạophatcanai.com, chuaiacngo.com, quỹđạophatcanai.com, để ở 63 tỉnh thành đều có thể truy cập được và sử dụng được. Cho nên các vị cố gắng nhớ tuần sau nha, thầy sẽ có cái thông báo chi tiết về cái giờ ra mắt cái bộ sách này, và mong tất cả chúng ta nó sẽ nương vào bộ sách này để mình học có bài bản hơn, mình đọc sách, đọc trước bài trước khi đến lớp. Còn mấy cái tập nhạc này đó, về sau á thì chúng ta chịu khó đến cái tuần nào các cái ban đạo ca phục vụ đó, thì họ sẽ nói là lấy cái cuốn gì ha, và trong cuốn đó trang nào, thì chúng ta chịu khó mở ra cùng ca theo, chứ phải giờ mình thưởng thức là mà mình là người đồng biểu diễn. Cái đó nó sẽ làm cho không khí sôi động ha, và mình sẽ học được những cái nội dung ở trong trong cái bài ca hơn. Thì chúc tất cả an lành. Châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.